Để có thể ủng hộ cho mình và nhận được thông báo khi mình ra video mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Hoàng Mai Game đây. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn những cái ứng dụng mới giúp các bạn thời giảm lag game nha. Thì hôm nay sẽ là một cái ứng dụng game booster mới năm 2019 sẽ giúp các bạn có thể fix lag những từ game như là Liên Quân, Free Fire, PUBG, Jinx Epic và những từ game khác mà các bạn chơi gặp tình trạng lag giật, thì các bạn có thể áp dụng cái ứng dụng này vào. Thì mình sẽ nói sơ qua về ứng dụng này, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt rồi sử dụng ứng dụng này nha. Nên các bạn hãy xem kỹ video này. Ok, thì đầu tiên đây là một cái ứng dụng sẽ giúp các mới ra mắt năm 2019 nhiều tính năng hay, giúp các bạn có thể tăng tốc điện thoại Android của mình, giảm lag game hiệu quả, có thể áp dụng vào những cái game như là Liên Quân, Free Fire, PUBG, Jinx Epic và những từ game khác các bạn đang chơi gặp tình trạng lag đấy. Và các chức năng mà ứng dụng này có như là quét RAM nè, tất cả các app luôn nha các bạn, dọn sạch rất là sâu đấy, dọn sạch sâu tiêu diệt gọn đấy các bạn ơi. Tiếp theo đó chính là dọn rác hệ thống khá là tốt nha. Có thể xóa luôn những cái file của các bạn, không có cái file mà cái folder, cái thư mục á mà các bạn bỏ trống thì xóa đi, giúp các bạn có thể nhẹ máy hơn. Tiếp theo là sẽ tắt những cái ứng dụng chạy ngầm, giảm nhiệt độ của CPU. Thứ tư đó chính là game booster giúp các bạn có thể giảm lag game. Thì đây là cái quan trọng nhất của những cái ứng dụng giảm lag đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách để download cái phần mềm này về. Thì các bạn sẽ kéo xuống cái phần mô tả này, ở cái phần mô tả mà cái video mà mình đang ngồi nói chuyện với các bạn đây sẽ có một đường link dẫn đến trang web này. Thì đây là trang web mình làm ra để giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về ứng dụng, các bạn cũng có thể kéo đây để đọc nha. Thì sau khi các bạn click vào đường link đó, các bạn sẽ được dẫn đến trang web này. Các bạn sẽ kéo xuống đây có chữ tải về nè. Đây, tải về đây, các bạn xong bấm vào đây để nó tiến hành chuyển các bạn đến trang để mà lấy link download nha. Rồi, thì tại đây các bạn sẽ được hiện như thế này, thì các bạn sẽ bấm cho tôi không phải là người máy ở đây. Ở bước này nếu như các bạn đã đăng nhập tài khoản Gmail rồi thì nó sẽ không bắt các bạn xem hình ảnh, và ngược lại thì nó yêu cầu các bạn chọn hình ảnh gì cứ chọn đúng những cái hình ảnh mà nó yêu cầu là được nha. Đấy, thì ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn Listen to Continue. Sau khi nó xác minh xong á, chọn Listen to Continue thì nó sẽ chuyển chúng ta đến trang để mà lấy link nha. Rồi, thì chúng ta sẽ đợi nó chạy xuống không gian nha các bạn ơi. Thì mình sẽ có một cái video test game nhẹ, mình sẽ test từ game Liên Quân, các bạn hãy đợi đến cuối video để xem nha. Rồi sau khi chạy xuống không gian, các bạn sẽ chọn một cái link nè. Thì mình quýnh spot cũng hơi gồ đó các bạn. Mình chém gió là chứ mình quýnh gà lắm. Nói chung là các bạn đợi đến cuối video để xem video mình test nha. Ok, thì tại đây các bạn cũng sẽ chọn tôi không phải là người máy nữa, tiếp tục như vậy thì cũng giống như nãy thôi. Nếu như nói các bạn chưa đăng nhập lại phần comment thì sẽ bắt các bạn xác hình ảnh nha. Rồi thì ok, xác minh xong các bạn sẽ bấm vào download nè để tiến hành lấy link download nè. Đấy, các bạn sẽ đợi nó chạy xuống không dây để download nha. Đây, game booster 3.74m, ứng dụng khá nhẹ nha các bạn ơi. Và nếu như các bạn thấy ứng dụng này hiệu quả, video của mình có ích cho các bạn, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu như các bạn thấy video của mình không hay, video sao thì cũng hãy cho mình một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, rồi sau khi nó chạy xuống không dây, các bạn hãy bấm vào download ở đây nè. Đấy, rồi thì các bạn kéo lên kéo xuống như thế này thì nó sẽ có một cái thông báo dưới này. Đây là bạn có giữ cái tệp lại không, các bạn bấm ok nha. Tại vì mặc định thì đao tệp Android về thì nó sẽ hỏi các bạn như vậy đó. Thì rồi sau khi download xong, các bạn sẽ có một cái thông báo trên này, các bạn sẽ bấm vào để cài đặt nó nha. Đây, ok, tiến hành cài đặt cái ứng dụng này về. Thì đây là một ứng dụng mình đánh giá cũng khá là tốt so với cái mặt bằng chung của những ứng dụng giảm lag mà trước giờ mình review. Thì các bạn cũng có thể test thử ứng dụng này để xem nó có hiệu quả với cái điện thoại các bạn không. Tại vì những cái ứng dụng giảm lag thì nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào những cái điện thoại khác nhau. Nó sẽ có thể là nó sẽ hiệu quả với điện thoại này nhưng mà nó lại không hiệu quả với điện thoại khác, nên các bạn cũng nên test thử xem cái hiệu quả nó đem lại các bạn có cao không, để các bạn quyết định lựa chọn những ứng dụng nào để các bạn xài lâu dài. Rồi ok, tốt nhất thì các bạn nên test thử đi, tại vì chúng ta cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Nhưng mà may mắn thì chúng ta sẽ tìm được ứng dụng phù hợp với điện thoại chúng ta, thì chúng ta sẽ lại giảm lag những từ game chúng ta đang chơi thì rất là easy. Ok, giờ mình sẽ mở lên và hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Đấy, thì đây là giao diện chính của ứng dụng ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên đó chính là cái phần này thì nó sẽ thống kê những cái ứng dụng mà các bạn đang có. Thì ứng dụng này là ứng dụng mà các bạn đã cài đặt vào máy nha, mình cài khá nhiều các bạn. Đấy, các bạn thấy không, thì đa số là mình cài những ứng dụng để mà mình review cho các bạn thôi. Đấy, ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Mình sẽ chia sẻ các bạn những cái chức năng của ứng dụng này có thể làm được. Đầu tiên là Empty Folder Cleaner. Đấy, mình đọc tiếng Anh thì không biết chuẩn không nha. Thì đây là cái chức năng đầu tiên, nó sẽ giúp cho các bạn có thể
xóa đi những cái folder mà nó không có chứa gì trong đó hết, nghĩa là folder chọn rỗng á, thì bạn bấm vào cái chổi này đấy, rất là nhiều luôn. Thì nói thẳng ra đây là gác đó các bạn, đúng gác luôn á, máy mình nhiều cực kỳ nhiều đấy, mình sẽ cho nó quét. Thì hồi nãy mình có nói rồi đó, máy mình nhiều cực kỳ nhiều cho nên là nó sẽ quét hơi lâu nha các bạn. Đấy, chúng ta hãy ngồi đợi nó một xíu thôi. Đấy, các bạn thấy nó quét không, khá khá rồi đó các bạn ơi. Đây là ứng dụng rất là tốt nha, và mình nghĩ các bạn nào mà không xài để giảm lag mà các bạn xài để quét rác thôi, mình thấy cũng rất là tốt đó. Chứ là để clear RAM để mà chúng ta có thể chạy ra nhiệm nhiều hơn, cũng như là máy chúng ta mượt hơn. Đấy, không nhất thiết chúng ta phải dùng nó đây vào vấn đề giảm lag game, nhưng mà bạn nào chơi game thì có thể sử dụng cái phần game booster của nó để giảm lag rất là tốt. Ok, nó đã clear được 64 cái folder của mình. Rồi, có quảng cáo. Thì quảng cáo của cái này nó cũng khá dễ chịu thôi. Bạn nó không có quảng cáo video đâu, quảng cáo hình ảnh thôi. Ứng dụng khá là dễ chịu nha. Rồi, thì tiếp theo cái phần này là cái phần quét rác nè, zoom file này nè. Đây là phần quét rác nè. Nó có thể quét được cả những cái tệp mà virus nữa các bạn. Rồi nó sẽ giúp các bạn có thể xóa những cái tệp Android mà các bạn đã cài đặt rồi. Đấy, rất là nhiều thứ tốt. Và hồi nãy mình có nói đó là ứng dụng này cũng có quảng cáo, nhưng mà quảng cáo nó rất là dễ chịu thôi, nên là không có gì hết anh em ơi. Những cái ứng dụng mà quảng cáo bít cả cái màn hình á, đấy, cái đó mới là khó chịu đó. Thì nếu như ứng dụng này các bạn thấy hiệu quả hay thì hãy để cho mình một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đặc biệt là nút đăng ký các bạn, mình rất là thích. Nó sẽ giúp cho kênh mình mau phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ok, rồi thì quay 0.9GB luôn các bạn à. Máy mình lắm rác thế. Rồi, sạch trơn, sạch bông như mới. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những cái vấn đề chính hơn. Đó chính là ứng dụng này sẽ giúp các bạn giảm lag bằng cách là quét RAM, tắt app chạy ngầm, rồi game booster đấy. Thì chúng ta sẽ tiếp tục. Hai cái này là hai cái quét rác bình thường thôi, gác hệ thống rồi gác những cái folder nhiều thứ lắm. Nên là các bạn hai phần đầu này là hai phần quét rác. Tiếp theo chính là phần game booster. Thì nó sẽ giúp các bạn tắt đi những cái app chạy ngầm nha. Đây mình sẽ bấm cho các bạn xem. Thì tại đây các bạn sẽ có ba hai cái lựa chọn là quick là nhanh và powerful là sẽ quét tất cả. Các bạn sẽ bấm powerful cho mình để sẽ quét sâu. Quét rất sâu luôn, cực kỳ sâu luôn các bạn. Ok, chúng ta đợi nó quét thôi. Rồi, đấy, nó đã lia được 0.7 trăm mấy mê cho mình, khá là nhiều. Ok, rồi, thì sau khi quét RAM xong, các bạn sẽ chọn vào cái phần CPU Cloud. Nó sẽ tiến hành tắt đi những cái app chạy ngầm cho chúng ta, và nó sẽ giúp cho chúng ta hạ nhiệt CPU để cho có một cái CPU tốt nhất trước khi chúng ta chơi game nha. Ok, rồi, finish, quay ra. Thì sau khi xong, các bạn sẽ bấm vào booster một lần nữa để tiến hành tăng tốc máy cho chúng ta, tăng tốc CPU, các thứ. Đấy, nó đang tắt những cái ứng dụng mà gọi là chạy ngầm của máy mình á, nhiều lắm. Cái này không phải là chạy ngầm kiểu đa nhiệm nha các bạn, mà nó là chạy ngầm hẳn trong cái phần CPU và cái phần RAM của các bạn. Nó đang hứng chịu những cái đó, nó đang chạy ngầm, dù nó không nhiều đâu, nhưng mà nó cũng khá là tốn dung lượng. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào phần game booster đây. Thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng ở đây nè để tiến hành thêm game vào. Những bạn nào muốn sử dụng ứng dụng này để giảm lag game á. Ok, thì chúng ta sẽ kiếm từ game mà chúng ta muốn giảm lag. Ở đây mình ví dụ như FIFA đi. Đó, như vậy thì chúng ta đã thêm game thành công, chúng ta chỉ cần bấm vào thôi. Để sẽ tiến hành tăng tốc game và mở game lên cho chúng ta sử dụng. Đấy, speeding up. Rồi, như vậy thì sẽ mở game lên và chúng ta sẽ tiến hành trải nghiệm ứng dụng này. Và ok, video mà mình chia sẻ ứng dụng này đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn thấy ứng dụng này hiệu quả, hãy cho mình một like và đăng ký kênh, một comment về ứng dụng này dưới phần comment của video. Nếu được thì hãy chia sẻ ứng dụng này đến cho những người bạn của các bạn, những người nào mà cần những ứng dụng giảm lag như thế này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Mời các bạn đến những video test game nha. Bye bye.